Vụ việc giáo viên tiểu học tự tử hồi tháng trước vì áp lực từ học sinh và phụ huynh đang tiếp tục gây sôi sục tại Hàn Quốc, khi dư luận lại bị kích động bởi một bằng chứng mới về việc một quan chức ngành giáo dục đã có hành vi chèn ép giáo viên dạy con mình. Theo báo cáo của Sir Daily Hàn Quốc, ông A, một viên chức trong Bộ Giáo dục của quốc gia này, vừa bị cách chức bởi Sở Giáo dục thành phố Daejeon sau khi bị cáo buộc liên quan đến việc lạm quyền và chèn ép giáo viên. Công đoàn giáo viên tiểu học quốc gia cho biết ông A đã tố cáo giáo viên chủ nhiệm của con mình về hành vi lạm dụng trẻ em vào tháng 11 năm trước. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi là những yêu cầu trong một bức thư mà ông A gửi đến giáo viên chủ nhiệm của con mình. Trong bức thư này, ông đưa ra các yêu cầu gây tranh cãi như đừng làm thế, không, dừng lại, không được nói bất cứ điều gì có tính hạ thấp như vậy với con tôi. Ông còn yêu cầu giáo viên đứng về phía con ông trong các tranh chấp giữa học sinh. Công đoàn nhà giáo Hàn Quốc đã tiến hành biểu tình về vụ việc một giáo viên tiểu học tự sát vào tháng trước. Trong bức thư của ông A, ông còn đề nghị việc giáo viên tương tác với con ông như với một vương tử vì cho rằng con ông có ADN của vua chúa. Ông cũng yêu cầu giáo viên đảm nhận vai trò lãnh đạo giống lớp trưởng để nâng cao tự trọng của con. Ngoài ra, ông A còn đưa ra nhiều yêu cầu khác, bao gồm không ép con ông ăn các loại thức ăn mà cháu không thích vì có thể gây hại, hướng dẫn và bảo vệ thay vì ra lệnh, và chú trọng đến việc cảm ơn và xin lỗi để tránh tổn thương tinh thần của con. Những yêu cầu này đã gây ra một cuộc tranh luận về quan điểm về giáo dục và vai trò của giáo viên trong việc giáo dục và nuôi dưỡng học sinh.